khi em đây ở nhà anh bán cầu này bán vợ có tiệm rồi đi lãnh cầu ở bưu điện rồi có tháng anh đi rồi rồi xong với quả xanh đứa ngon đứa kia 9 tháng ngoại nhưng nó ngoài đi qua trước anh của anh bảo lãnh anh đi rồi anh không đi mới bây giờ nó hồi nó cho anh đi lấy đường cống cho con bé.